người sống sót dưới bánh xe tăng, kể lại bí mật trong thảm sát Thiên An Môn. Tiếng súng nổ vang suốt đêm, đạn bắn khắp nơi, người người ngã xuống. Những chiếc xe tăng lăn bánh, nghiền nát bất kỳ người hay vật nào phía trước. Người biểu tình hoảng loạn cố gắng xếp chồng những người bị thương lên xe đạp, xe buýt và xe cứu thương để chở đi. Các báo cáo tiết lộ, ít nhất 10.000 người đã chết trong cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Nhưng hầu hết người dân tại Trung Quốc ngày nay không biết gì về vụ việc vì sự kiểm soát gay gắt. Người đàn ông này đã may mắn sống sót dưới bánh xe tăng của ngày hôm ấy và bị cụt mất hai chân. Anh đã dùng phần đời còn lại của mình để nói lên sự thật về tội ác man rợ này. Hồi ức kinh hoàng tại Thiên An Môn. Tôi là sinh viên năm cuối, và như mọi thanh niên khác vào thời điểm đó, chúng tôi ngập tràn hy vọng với đất nước. Chúng tôi rất yêu Tổ quốc, cũng rất sẵn lòng bày tỏ nguyện vọng để đưa đất nước ngày càng tiến lên. Nên trong cuộc biểu tình sinh viên năm 1989, chúng tôi nêu ra các vấn đề như xóa bỏ tham nhũng và trục lợi trong chính phủ. Hơn 30 năm trước, Phương Chính là một người lành lặn. Là một sinh viên trường Đại học Thể thao Bắc Kinh, Phương Chính và những bạn học đã tới quảng trường Thiên An Môn để kêu gọi tự do và chấm dứt tham nhũng trong chính quyền. Nhưng chính quyền lại không đứng về phía nhân dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, tầm 6 giờ sáng, lúc đó đoàn xe tăng đã chiếm quảng trường Thiên An Môn. Phương Chính cùng các bạn đã rút chạy khỏi quảng trường và đang trở về trường đại học. Nhưng không ngờ những chiếc xe tăng lại đuổi theo lao về phía các sinh viên. Xe tăng cũng ném bom khói nổ khắp xung quanh, che mất tầm nhìn. Anh hồi tưởng, họ tấn công chúng tôi trực tiếp từ phía sau và giết rất nhiều người trên đại lộ Trường An, tạo ra một thảm kịch kinh khủng. Khi đó, Phương Chính đang đi cùng một bạn nữ cùng trường. Cô gái bị ngất vì bom khói. Anh cố gắng giúp cô thì xe tăng nhanh chóng xuất hiện và chuẩn bị cán lên cả hai người họ. Chính chỉ kịp đẩy cô gái sang vệ đường và cứu mạng cô, nhưng anh chẳng còn thời gian để thoát thân. Anh kể, tôi bị một chiếc xe tăng nghiến qua và mất hai chân. Lúc đó tôi cảm thấy chiếc xe tăng bắt đầu lăn đè lên tôi, có cảm giác như bị bóp nghẹt vậy. Điều cuối cùng tôi nhớ được là cảnh xương trắng lòi ra khỏi chân tôi. Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh. Những người có mặt trên phố hôm đó, chúng tôi biết có ít nhất 11 người bị cán chết, rất nhiều người bị thương như tôi. Sau biến cố đó, Phương Chính trở thành người tàn tật, nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Anh cho biết, với những sinh viên bị thương như tôi, điều đầu tiên đảng muốn là chúng tôi phải im lặng. Họ không muốn chúng tôi kể cho người khác. Họ thậm chí còn đe dọa cô gái trẻ mà tôi đã cứu, tới mức cô ấy sợ gặp tôi và phủ nhận chuyện chúng tôi đã ở cạnh nhau khi những chiếc xe tăng tới. Chính quyền Trung Quốc một tay che trời. Nếu anh không nghe lời, họ sẽ không cho anh tới trường, không cho tốt nghiệp, anh không thể xin việc, chẳng có thu nhập, hoặc họ sẽ gây đủ loại áp lực lên các thành viên trong gia đình anh. Do đó, rất nhiều người đã buộc lòng nói dối hoặc thuận theo những gì chính quyền muốn. Nhưng Phương Chính không thỏa hiệp, anh cương quyết kể lại trải nghiệm thật của mình. Đó là nguyên nhân dẫn đến những bất công và đàn áp mà anh phải chịu đựng về sau. Không có tự do, bị bắt giữ, nhà cửa bị lục soát, không kiếm được việc. Là một vận động viên, Chính mong muốn tham dự các cuộc thi quốc tế cho người khuyết tật. Nhưng quyền lợi này cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt vì lo sợ câu chuyện của anh sẽ bị tiết lộ. Anh còn bị từ chối cấp hộ chiếu để rời khỏi quốc gia. Thế nhưng giấy không gói được lửa, đến kỳ Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các nhà báo quốc tế kiên quyết muốn gặp Chính. Trước cuộc gặp giữa anh với một nhà báo người Đức, Cục Công an nói rằng họ đã biết về cuộc phỏng vấn sắp tới và thỏa thuận với Chính rằng nếu anh không dẫn vị phóng viên kia đến chỗ các nạn nhân khác của cuộc thảm sát thì anh sẽ được cấp hộ chiếu. Chính đồng ý và cuối cùng lấy được hộ chiếu vào tháng 8 năm đó. Với sự giúp đỡ của chính quyền Mỹ, anh và gia đình đã nhập cư vào xứ Cờ Hoa. Ở đất nước tự do này, Chính tiếp tục nói lên sự thật. Vậy vì sao Phương Chính lại kiên định đến như vậy? Vì tôi cảm thấy đây là một đạo lý đơn giản. Một người không nên phủ nhận trải nghiệm thực mà anh ta đã trải qua. Tôi nghĩ trước hết anh phải có trách nhiệm với chính mình. Tôi kiên định còn vì chính quyền Trung Quốc sợ chúng tôi nói ra chân tướng. Vì họ biết rất rõ tội ác họ đã phạm trong ngày 4 tháng 6 và họ sợ mọi người sẽ biết.
Nên cho dù mọi chuyện rất khó khăn, tôi nghĩ rất đáng để bền gan không thoái chí. Tại Đại Lục, dưới sự kiểm duyệt của chính quyền, rất nhiều người trẻ tuổi gần như không biết gì về cuộc thảm sát xảy ra khi đó. Điều tương tự nhưng đáng lo ngại hơn cũng đang diễn ra với các học viên Pháp Luân Công tại nước này, môn tu luyện bị cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân phát động đàn áp từ năm 1999. Giống như sự thật về thảm sát Thiên An Môn, câu chuyện về Pháp Luân Công cũng bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Bên cạnh đó là những lời vu khống trắng trợn do bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo dệt nhằm khiến người dân nhầm lẫn và thù hằn với môn tu luyện này. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã đứng lên nói rõ sự thật và khởi kiện người phát động cuộc đàn áp. Nhưng bi thảm hơn Phương Chính, họ đang phải đối mặt với việc bị cầm tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, thậm chí bị mổ cướp nội tạng. Phương Chính nói, cái giá để nói lên sự thật ở Trung Quốc vẫn còn rất cao và đó là tình trạng thực tế hiện nay. Anh hy vọng một chế độ tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện thay thế Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cho rằng điều đó sẽ không xảy ra cho tới khi nhiều người hơn nữa đứng lên phơi bày những tội ác phản nhân loại của chính quyền này, đồng thời phá trừ những tuyên truyền tẩy não mà đảng đang sử dụng với nhân dân. Trung Cộng liên tục hành ác với người dân Trung Quốc suốt các thời kỳ lịch sử, hết lần này tới lần khác, kể từ khi nó bắt đầu cai trị cho tới tận hôm nay, gần 70 năm rồi. Nhưng tại sao nó vẫn thành công? Lý do lớn nhất là vì nhờ tuyên truyền, tẩy não và kiểm soát tư tưởng, khiến người dân không biết hết những gì xảy ra trong quá khứ. Họ bị chia tách với các giai đoạn lịch sử trong quá khứ hết lần này tới lần khác, nên thanh niên sẽ không biết về những tội ác mà đảng đã phạm trong quá khứ. Họ vẫn tin và mơ mộng về đảng. Bằng cách đó, đảng sẽ tiếp tục duy trì cai trị và cách nó làm sẽ phát huy tác dụng. Nhưng nếu chúng ta phơi bày những sai lầm và tội ác của nó, nhắc nhở mọi người về quá khứ một cách liên tục, thì đoạn ký ức đó sẽ không bị phai mờ, thì nó sẽ khó có thể cai trị, khó có thể tiếp tục hành ác. Điều này cũng tương tự với thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Phát xít không thể tiếp tục tồn tại. Chúng đã bị hủy diệt vì người dân châu Âu và người Do Thái đã phơi bày tội ác của phát xít. Họ công khai chỉ trích và giữ cho những ký ức đó sống mãi để người dân hiểu hết được tội ác của chúng, khiến chúng không thể tiếp diễn nữa.